Vâng, và hãy xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, không ai khác, chính xác là Blue. Và có thể nói chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series ARK Genesis tất cả các bạn ạ. Và trong tập lần trước tất cả các bạn biết rồi đấy, mình đã bỏ ra 1500 metal cũng như là một số nguyên vật liệu khác để xây dựng cái mặt sàn khổng lồ ở trên mặt nước như thế này. Có thể nói thì với kích thước khổng lồ như thế này á, mình bỏ ra 1500 metal á là xứng đáng tất cả các bạn ạ. Cũng như là cái chất lượng của nó thật là tuyệt vời. Sắt như thế này thì mình sẽ không có sợ những con vật ở dưới biển nó tấn công đâu. Mình vừa nghe tiếng gì vậy ta? Ui, nước ở dưới đây đẹp thật sự các bạn ạ, nó trong vắt luôn ấy. À, một điều nữa thì các bạn thấy rồi đấy, ngày hôm nay thì mình đã di chuyển những con vật của mình ở trong khu vực đầm lầy á qua bên đây hết trơn rồi. Ở đây là ba em cá sấu mà phải gọi là đây là những người bạn đồng hành cùng với mình trong tập đầu tiên luôn thì phải. Thật sự ra như thế, mình nhớ đâu đó thì mình bắt một trong ba em này này. Không phải em cá sấu nhỏ này, em cá sấu nhỏ này á là mình sinh sản ra nha tất cả các bạn nha. Và đâu đó thì em cá sấu nhỏ này cực kỳ là mạnh luôn khi mà nó đã sở hữu được hơn 4k đam tất cả các bạn ạ. Và bây giờ thì quỳ mình nâng đam lên nữa là 4k7 luôn nè. Cái này in rim là 100% thì nó sẽ cộng lên rất là nhiều điểm về cái gọi là tốc độ cũng như là đam đó tất cả các bạn. Đâu đó thì mình cũng đã đem những cái con vật khác, ví dụ như là con heo này hay là em Spino. Ấy, em X Spino của mình là chúa tể đầm lầy luôn rồi đó. Mình cũng không biết là giữa Spino với gọi là T-Rex á thì con nào mạnh hơn, nhưng mà mình khá dám chắc một điều á, ở khu vực đầm lầy thì em X Spino của mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều ấy, tại vì được búp từ nước á tất cả các bạn ạ. Với lại một điều nữa thì trong thời gian giữa hai tập thì mình đã xây dựng cái đường lên này một tí xíu. Như các bạn có thể thấy ở đây thì mình đã lắp những cái miếng sàn ở đây rồi này. Bây giờ chúng ta có thể gọi là di chuyển qua một cách thuận tiện và dễ dàng hơn rất là nhiều. Có điều thì cái đường này hơi nhỏ, mình không thể nào mà cho những con khủng long to đi lên được nha tất cả các bạn nha. Cũng như đây là cái cánh cổng của mình á. Ui, thì trong tập lần trước á thì mình đã bỏ ra một số lượng metal cực kỳ là khủng khiếp để xây dựng cái sàn như các bạn thấy nè. Nên là mình hiện tại bây giờ mình vẫn đang nung rất là cực lực luôn. Thực sự ra mà nói á thì có khá là nhiều bạn đã phải gọi là nói mình đi bắt con mắt ma ở khu vực núi lửa để về cho nó nung metal cũng như là đi farm các thứ á. Thực sự cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà con mắt ma thì chúng ta phải đi gọi là đi ăn cắp trứng của tụi nó cũng như là cái trứng á ở trong hang núi lửa mà mình phải gọi là điều khiển cái em nhện của mình chưa được thuần thục cho lắm. Với lại một điều á thì mình có một em nhện duy nhất à, nên là mình cũng không dám sử dụng nó để đi trộm trứng tất cả các bạn ạ. Vì vậy thì có thể nói trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại khu vực đầm lầy một lần nữa và đi lùng sục ở những cây to để đi bắt thêm một em nhện nữa nha. Mà đặc biệt là em nhện đực để về cho sinh sản cùng với em nhện của mình đang có hiện tại ở đây. Đâu đó thì mình sẽ có được một em nhện thì F1 mạnh mẽ cũng như là lượng máu cực kỳ to nha tất cả các bạn nha. Các bạn nào đã yêu thích mình thì đừng quên để lại một like và đăng ký channel để ủng hộ mình đấy. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình thôi nào. Mà trước khi bắt đầu cuộc hành trình á thì mình muốn giới thiệu tất cả các bạn một thứ khá là nhỏ nhưng mà mình thấy là cực kỳ là vui luôn á. Là mình đã xây dựng ở đây là kiểu như là một cái bếp nấu các bạn ạ. Cái bếp nấu này á nó có tác dụng á là nấu máu nè, nấu nguyên vật liệu nè, nhưng mà một điều cực kỳ là hay luôn. Đâu để mình lấy cái này ra. Đấy các bạn thấy không? Mình có thể gọi là đứng ở đây múc được nước luôn. Xịn chưa các bạn? Đấy, mình đứng ở đây mình múc nước xong rồi mình bỏ vô đây mình nấu. Vãi cả nồi. Sai lầm rồi các bạn ơi. Hình như đâu đó thì cái lò này không thể nấu được khi mà ở dưới nước. Vãi cả trưởng à. Mình cứ tưởng đây là một cái gì đó thật là tuyệt vời khi mà mình có thể gọi là đứng ở đây múc nước cũng như là mình có thể là nấu ở đây luôn. Nhưng mà mình quên mất một điều á, là ở dưới nước như thế này thì không thể nào mà đốt lửa được. Ây da, Blue ơi là Blue à. Vãi cả trưởng. Ok thôi, cái này kiểu như là sao có con khỉ ở đây. Ê, được nha. Để mình lên mình lấy trái cây mình bắt con khỉ này các bạn ạ. Tự nhiên nó mò đến nhà mình ta, ngộ vậy nhờ. Ui, ở trên đây có cái con phải gọi là Listor này, Listor gì nè. Ok, không biết có con nào có trái cây không nữa. Ui, đó e tàn đá thôi. Ui, con này tàn là Berlin thôi. Trái cây thì trong em heo đúng không? Trong con heo có. Mình nhớ là trái cây trong con heo có. Mình nghĩ thì tất cả các bạn sẽ phải gọi là phát hiện được sự vắng mặt của đâu đó là cái con gì nhờ, sự vắng mặt của cái con Stego. Đấy, với gọi là cái con ba chiếc. Đấy, tại vì mấy con vật đó thì hiện tại thì mình đang để nó ở bên hòn đảo bên kia các bạn ạ. Cái hòn đảo ở phía bên to bên kia thì tại vì mình thường thường mình hay sử dụng em nhện để bay qua bên kia để farm á, nên là mình cho tụi nó ở bên kia hết rồi. Ui, 93% luôn này, phải cả trưởng à. Tại vì nó level 15 thôi các bạn ạ. Bắt nó để ở nhà cho vui nhà vui cửa thôi, chứ thực ra thì con khỉ này thì cũng phải gọi là level rất là thấp.
Sợ nó hy sinh luôn á. Ok. Trong thời gian chờ đợi này á thì mình muốn giới thiệu tất cả các bạn một số thứ mà trong thời gian giữa hai tập thì mình đã làm. Thứ nhất á là trong thời gian giữa hai tập khi mà mình rảnh á thì mình đã chiết ra những bịch máu như thế này. Đây là thứ mà rất là cần thiết cho mình để bắt con nhện. Cũng như là mình sẽ mấy cái bịch máu này trong tập lần trước trước nữa thì mình đã lấy rồi nè. Đúng không? Bây giờ cái mà mình cần chuẩn bị tiếp theo á là đâu đó là những cái mũi lau móc. Những cái mũi lau móc như thế này thì đều phải chế tên. Tên hiện tại mình đang thiếu Fiber Tech và Flynn. Flynn thì ở trong cái em trời ơi sao nhà của mình có nhiều cái con này quá vậy trời. Quái có trưởng á. Ok, để tụi nó cứ ở đây đi các bạn, vui nhà vui cửa. Mà khi nào mà mình cần thịt là tới công chuyện với tụi nó liền luôn á, hứa luôn á. Ok, Rom này, Fiber. Đấy. Không biết làm được bao nhiêu mũi này nữa. Làm được tầm khoảng 100 mũi các bạn ạ. Làm được tầm khoảng có 100 mũi à. Mà đâu đó thì 3 mũi. Ui đây có con level 55 nè. À con này ăn cho hai cái là xong luôn. Ui chẳng lẽ bắt một bầy khỉ để ở nhà luôn ta. Mình cũng không biết tại vì sao nữa. Sau khi mà chúng ta phải gọi là ngủ dậy thì nhà mình xuất hiện rất là nhiều những con này. Ok rồi xong rồi nè. Đấy cho em nó lên dài. Ui được một đứa rồi các bạn. Mà mình cũng không biết tại vì sao mà cái phải gọi là cái map Genesis này á thì cái tụi khỉ nó không sợ mình. Nếu như mà bình thường ở những map khác á thì ắt hẳn á tụi khỉ này nó phải gọi là nó thấy mình khoét nha, nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức luôn á. Ok, passive này và stop. Đang chế tên các bạn ơi. Đâu rồi, em khỉ lúc nãy đâu rồi? Ủa? Mình nghe tiếng của nó đâu đây nè. Của nó đâu rồi? Ủa có đô đô nữa các bạn ạ, à. Nhà mình có đô đô nữa này. Bây giờ mình mới thấy luôn á. Ủa kìa, con khỉ level 55 lúc nãy đâu rồi? Hay. À đây nó đây. Ok, vậy là chúng ta đã có hai em khỉ ở giai đoạn đầu đúng không? Ui mới phải gọi là vào game chưa được đâu đó tầm khoảng là 10 phút nữa là chúng ta đã bắt được hai em rồi. Ok, một em thì màu trắng sữa và một em thì màu đen xám. Ok, thấy cái màu phải gọi là mình. Ôi, để mình cho nó stop cái đã. Hai con khỉ này mình sẽ cho nó giữ nhà cho tất cả các bạn nha. Đấy. Ok, để cho mỗi đứa phải gọi là ít trái cây để ăn nè. Đấy, cố gắng ở nhà mà giữ nhà nha. Thực sự ra mà nói á, thì ở cái vùng này á, thì nó không nguy hiểm đâu các bạn ơi. Mình ở đây cũng được phải gọi là mấy ngày rồi nhưng mà mình cũng không thấy là có con nào mà có thể là đe dọa được những con thú ở gần nhà mình. Vì thế thì mình để nó toàn là bắt xịt hết trơn à. Chỉ có em cá mập Megalodon á là sẽ bị những con cá khác nó tấn công. Mà mấy con cá khác tấn công thì mình đã đem con cá mập của mình ra túc đằng kia, mình chỉnh nó chế độ tự vệ rồi nên là không sao đâu ha. Ok, quên mất nữa, quên phải gọi là tới công việc chính thôi. Tên này, bây giờ là thiếu fiber này, đấy. Ủa sao làm được có 6 cái vậy? 6 cái, ôi thiếu fiber nữa rồi. Vấn đề fiber này thì mình không có cần lo lắng đâu. Ê, ui mất máu hơi bị nhiều. Đấy, xuống đây gặt thôi nè các bạn thấy chưa? 2000. Xuống đây gặt vài cái thôi chúng ta đã có 2000 fiber rồi, một con số cực kỳ là khủng khiếp luôn nè, đằng khác luôn á. Ok. Đấy, hơi bị xịn. Đó, làm tiếp tục nào. Làm được tầm khoảng 14 cái nữa. Thật sự ra mà nói ấy thì ngày hôm nay thì mình chắc mình cũng không có cần nhiều lau móc đến như vậy đâu. Tại vì mình sẽ sử dụng em nhện của mình để đu những cái cây, sau đó thì mình phát hiện con nào á thì mình kiểu như mới đi lại gần các bạn ạ. Chứ mà mình không dạy dột mà mình cứ đu dù như mấy tập lần trước khi mà mình chưa có cái gọi là con nhện đâu. Thật sự là như thế. Ok, này. Ngày hôm nay thì không có cần sử dụng súng đâu nên là dẹp súng ở nhà đi. Ủa cái nỏ của mình đâu rồi ta? Cái nỏ của mình đâu rồi nhờ? Ý, quá, hay quá các bạn ơi. Đâu rồi, cái nỏ của mình? Cái nỏ của mình không có ở đây luôn hả? Phải cả trưởng à, cái nỏ mình để ôm số 6, sorry tất cả các bạn nha. Quên, phải gọi là lớn tuổi rồi nên là nó hơi mắt nó hơi mờ một tí xíu nên là nhìn không ra. Với lại là màn hình mình hơi nhỏ các bạn ơi. Ok, đâu đó thì mình thiếu sắt rồi, chết rồi. Bây giờ tới công chuyện luôn, thiếu sắt rồi. Mình nghĩ chắc trong tập sau nữa chắc mình đi phải gọi là đi bắt con mắt ma quá các bạn ơi. Tại vì nghe nó nung được metal mình nghe ham như thế nào ấy. Ôi, làm được nữa nè. Nghe nung được metal nghe sướng. Đấy, sửa dùm cái nỏ luôn, ok chưa? Còn cái gì nữa không nhờ? Thịt, đúng rồi. Hiện tại thì mình đang cần ít thịt nè. Rồi, 37 thịt đem theo là đủ. Mình có cần đem theo đạn mê không nhờ? Thôi đem theo súng, đem theo đạn mê đi. Nếu lỡ có cái gọi là có
kiểu như mình có muốn bắt cái con nào ở bên khu vực đầm lầy á, mình thì mình cũng bắt được. Đấy, ui 32 một cái gọi là mũi lau móc luôn rồi. Xịn xịn xịn. Đấy. Ờ dù mình có chưa nhờ? Dù là có tầm 4 cái như thế này chắc mình nghĩ là chưa đủ đâu. Dù đâu rồi? Ở kìa. Từ từ để mình tìm kiếm lại cái đã các bạn ạ. Kiểu như lâu lâu nó bị ẩn khuất ở đâu á, lúc thì nó nằm ở trên, lúc thì nó nằm ở dưới. Ok, cái dù đâu rồi? Nó tên là cái gì vậy? Bara hả? Ok. Ui đây này, thiếu rơm. Rơm thì phải gọi là mình có mà, thách là mình có nhiều. Ừ, nó ẩn khuất ở đâu ấy? Phải cả trưởng à. Đây. Đấy. Ok. Đấy, làm thêm lại 4 cái nữa là chúng ta đã có 8 cái rồi đúng không? Cũng ok đấy, cũng ổn áp rồi đấy các bạn ạ. Cũng ổn áp hết rồi đấy. Ừ mà quên mất một điều á, là mình chưa có làm được phải gọi là đồ điện các bạn ơi. Chính xác là chúng ta có thể là làm được cái máy điều hòa để ấp trứng á. Nên là chắc hẳn thì một tí nữa chắc về ấp bằng thủ công quá. Thứ nhất là ấp bằng campfire hoặc là chúng ta sẽ ấp bằng những cái cây đuốc. Ok, chắc mình nghĩ là ấp bằng đuốc á, tại vì nó sẽ ít tốn nhiên liệu hơn rất là nhiều. Đạn mê thì có 25 mũi nè. Ôi mà mấy con trong đây nó trâu lắm các bạn ạ, hứa luôn ấy. Nó trâu, cực kỳ trâu luôn á. Bây giờ là thiếu narcotic. Narcotic nè, mình phải gọi là mình làm đạn đi các bạn ạ. Chứ bây giờ mà sử dụng cái gì bây giờ, 52 viên nữa nè. Ok, đợi một tí xíu thôi thì chúng ta sẽ lên đường thôi à. Đấy, bây giờ thì để từ từ, trong lúc mà chờ đợi nó làm đạn đúng không, mình sẽ biểu diễn một vài phải gọi là tuyệt kỹ của em nhện của mình cho các bạn xem. Thứ nhất á, là em nhện của mình có thể là lướt trên mặt nước. Này là mình nói đâu rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ biểu diễn phải gọi là màn đánh đu. À, các bạn thấy ghê không? Ghê chưa? Hơi bị xịn. Bây giờ Blue phải gọi là điều khiển nhện này phải gọi là hơi bị điêu luyện luôn rồi đó mọi người ơi. À, bay một vòng về nhà cho các bạn xem luôn nè. Ôi ôi, này hơi lỗi tại vì dướng cái cây này, cây quỷ này nè thiệt chứ. Không dướng là mình bay về nhà luôn cho các bạn xem rồi đó. Ấy, ghê chưa? Hơi bị xịn các bạn ạ. Ok. Ui, con nhện này lướt mặt nước đã lắm thiệt luôn á. Mà có điều em nhện này nó khi mà nó di chuyển á thì nó rất là nhanh cũng như rất là khó điều khiển. Nếu mà qua bên khu vực bên núi lửa mà lỡ mà trượt chân xuống dung nham một cái thôi thì phải gọi là thôi rồi các bạn ạ. Buồn hiu hiu luôn. Thực sự là như thế. Mà có em nhện này á thì bây giờ mình chắc mình đi tìm mấy con nhện khác cũng dễ thôi à. Tại vì khi mà mình lên nó thì nó có kiểu như nó có cái khả năng đánh dấu á. Nên là mình nhìn những cái con ở trên cây khá là dễ. Ok, đạn đụng các thứ mình làm của người sau mình nè. Ok, 100 này là bắt con mà phải gọi là level 150 luôn còn đủ ấy chứ. Cái bịch máu nè. Đấy, bóp thêm một bịch nữa. Ok, lên đường rồi tất cả các bạn ơi. Đấy, lên đường thôi. Bây giờ thì để kiếm chỗ nào tele quăm kia cái đã. Chỗ nào hợp lý ta. Ui, để mình lên trên đây đi ha. Tại vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình lên trên đây luôn á. Đấy. Ok, sao nó không đu lên ta? Đấy. Ui. Không được các bạn ạ. Ok. Con nhện này nó nhảy không được cao cho lắm. Kiểu như nó bị vướng mấy cây nên mình là không nhìn thấy gì hết trơn luôn á. Này, vướng mấy cây nên nó không đi được. Nói là mình điều khiển hơi điêu luyện nhưng mà thực ra thì mình cũng còn non và yếu lắm các bạn ơi. Ok. Đấy, cao chưa? Hơi bị cao luôn. Ui, tính ra mà lúc trước làm nhà ở đây là cao lúc ở trên đây luôn á, chót vót ở trên đây luôn á. Ôi, nhìn ở xung quanh kìa. Được. Ở đây có cái con này nè. Con nhện của mình thì không bị mất máu. Một điều nữa thì có mấy bạn nhắc với mình á là con nhện này á, nếu như mà kiểu như để nó lượng máu nó thấp á thì nó sẽ bắt cái đấy kể cả mình để nó lấy máu luôn. Ghê vãi nồi. Ok, thu đầm lầy thôi và chúng ta sẽ spam ở khu này đi. Teleport ready. Ok. Đi thôi các bạn ơi. Ừ, để nó chế độ basic cái đã. Đấy. Ui, mình quên để cái ô dù ở thao tác nhanh. Từ. Teleport complete. Đây. Cái dù này là phải gọi là để thao tác nhanh nha các bạn nha. Có gì còn đó, phải như vậy chứ. Phải như thế này chứ. Đấy. Nãy tôi leo qua đâu ấy.
Bây giờ đu kiếm tụi nó này. Đấy. Đợt trước là mình thấy nó ở cây nào ta? Ở trước đợt trước mình thấy có cái cây nào to lắm các bạn ạ. Ui, các bạn thấy đu mấy cây này thích không? Thích thật sự luôn ấy chứ. Từ, mình phải gần lại quan sát chứ mà chúng ta đi nhanh quá thì cũng không thấy tụi nó đâu các bạn ạ. Ok. Làm cái gì vậy? Rồi, bám lên đây đi, từ từ. Mình đi trên mấy cây này mình kiếm nè. Từ từ, uề, bên đây có cái con ấy nè, từ từ mình bắt nó cho các bạn xem nha. Đấy, kéo nó về nè. Đấy, quăng tơ kéo nó về, hút máu. Ok không, xịn chưa? Xịn đúng các bạn, ui tiếng là con này máu hơi trâu á. Chết queo luôn nha. Ui, tính ra cái cây to này mà không có nhện ta. Đợt trước thì mình cũng nhớ cái cây nào mà có cái thác nước á. Cái cây nào mà có cái thác nước á, mình nhớ không nhầm là như thế. Chắc bên đây nè. Rồi, bên đây nhiều cây lắm. Bên đây nhiều cây lắm các bạn ạ. Ấy, phải di chuyển như thế này mới được chứ. Ui, có cái cây mà bị kiểu như bị ngã, bị đổ hay gì kìa. Còn cái gốc không kìa. Ui, đu toàn ten ở đây luôn ạ. Ây à. Căng rồi. Qua cây khổng lồ bên đây đi. Ôi kìa. Bị rớt rồi các bạn ơi. Hết đà rồi. Đu lên. Ui, cái cây này nó to lắm. Ê. Ui, nó to vãi cả trưởng luôn nè. Ở trên đây có nguyên cái gọi là cái hòn đảo luôn, kiểu như một hòn đảo luôn ấy. Nhưng mình vẫn chưa thấy nó đâu các bạn ạ. Mình chưa phát hiện ra nó ra tụi nó. Mặc dù là ở trên em nhện của mình đó, thì mình đã có cái gọi là cái chức năng đánh dấu rồi đó. Ui, bên đây khu đây nhiều sương mù thật sự luôn á. Ây à, chẳng lẽ đi bằng nhện tìm không thấy ta. Hôm trước đi về kiểu như là đi đi bằng phải gọi là bằng móc với dù thôi mà mình tìm thấy nó quá trời luôn á. Còn ngày hôm nay đi bằng nhện mà không thấy này. Ảo vậy. Ui, chả hiểu cái gì sao nay sương mù thế à. Đợt trước mà đi đâu có hề có mấy cái này đâu. À, này là bay lên trên mây rồi đó, hả? Đúng không? Ui, ổng ong nè. Ủa, cái này phải ổng ong không? Có cái giống ổng ong à, hay là sáp đấy. Vẫn chưa thấy các bạn ạ. Thường thường mấy cây to này đáng lẽ phải có nè. Nhưng mình vẫn chưa thấy này. À, đây rồi. Ui, nhiều lắm. Cái cây này nhiều lắm. Cây này nhiều lắm, từ từ. Để mình kiếm cái chỗ nào mình đu móc, mình bám cho các bạn xem. Đây có một con này, thấy chưa? Các bạn thấy đây có một con không? Ui, con đực level 30 luôn. Tới công chuyện mày với anh rồi, anh trai ơi. Ui, con đực level 30 luôn ạ. Đây hai con luôn. Ui, đây nhiều quá vậy. Ủa kìa, làm sao phải là con đực này nó túm mình mới được. Ờ kìa. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ để qua bên cây bên đây, mình đứng trên đây cái đã. Mình đứng trên đây trước cái đã rồi mới tính được. Rồi, đứng lên. Đấy, hơi bị điêu luyện rồi nha. Nhảy ra nè, kẹo rớt. Đó. Hơi bị điêu luyện. Ủa, nó ở cái cây nào? Cây ở dưới đây đúng không? Ở cây đó đúng không ta? Tự nhiên quên mất rồi các bạn ạ. À. Không sao. Ủa, sao mình có ba cái dù vậy? Ủa kìa. À, 8 cái các bạn ơi, cái con số nó hơi nhỏ nên là mình không thấy.
Ok. Ui bên này có, phải gọi là Karen game nữa này. À, ở này có cái này luôn á. Ok, sẵn mình farm một tí các bạn ạ. Sau này cần kiểu như mình khỏi cần để kiếm crystal nữa. Này cho crystal nữa nè. Được 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 được. Cây bên đây đúng không ta? Tự nhiên đu đu rồi quên mất vị trí luôn ạ. Đấy. Cây bên nào nhờ? À bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đấy, cây bên đây này. Từ từ để mình lách lách lạng lạng qua bên đây cái đã. Ờ đâu đó thì để mình lột quần áo ra trước các bạn ơi. Ok chưa? Trong mình trở nên cái gì vậy? Chưa gì thằng nào. Ui. Chưa gì túm ta rồi. Mấy cái thằng này phải gọi là lúc thì không cần á thì cánh phải gọi là ở kìa. Sao bắn móc hụt không vậy? Ui trên đây quá trời luôn này, con cái nữa. Ui level max 150 luôn. Tới công chuyện thiệt chứ. Con nào túm mình vậy? Thôi 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 thôi, buông tha cho em đi anh ơi. Level 25 thôi ạ. Ui làm sao mà qua được bên kia bây giờ? Này đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, em nói đây rồi đúng không? Đúng rồi, 130 kìa. Túm ta đi, tao đây nè. Ơ à, túm đi, ơ kìa. Tao nè. Sao nó phải gọi nó chê mình đó các bạn. Đây rồi, bắt lên đi, còn chần chờ gì nữa. Chính xác rồi, chính xác rồi. Đang kéo mình lên các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Được rồi nha. 130 luôn, một em màu bạc. Hơi bị xịn. Như thế này thì đâu đó là cầm chắc phần thắng là chúng ta có thể là bắt được em nó rồi đó. Ui có mấy con khác kế bên luôn vậy mà lúc nãy mình đu qua đu lại không thấy các bạn ạ. À. Kiểu như là nó tụi nhện này nó không ấy tụi nó hay sao ấy. Đúng không? Đấy, tên mình này. À. Ui ui ui. Xong chưa? Ơ kìa. Ui. Ây da, nhện đâu rồi? Từ từ. Nhện của mình đâu rồi? Đừng rớt cái dưới chết queo đi. Đâu rồi? Ủa em nhận mày đâu ta? Ở kìa. À đây 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 đây, nó ở dưới kìa, nó ở dưới, nó ở dưới, nó ở dưới. Ui, từ từ, đừng. Đừng bay xa em nó quá. Đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Thu vô cầu, thu vô cầu. Ui 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 ui. Đây rồi. Có điều thì nó bị dướng vô đây rồi các bạn ạ. À. Thu vô, thu vô, thu vô. À ha, được chưa, được chưa? Em nhận được trước là bắt level bao nhiêu nhờ? Em nhận được trước mình không nhớ là bắt level bao nhiêu nữa các bạn ạ. À. Quên mất rồi. Về nhà, về nhà. Về nhà thôi chứ nói gì nữa. Thật sự thì kiểu như bắt được nó vui vãi chưởng luôn á. Ok. Preparing to teleport. Về về về. Đội nón lên nè. Phải gọi là các bạn thấy đầu tóc tai không? Dài vãi cả nồi ra. Về về mình cho nó tụi nó sinh sản thôi. Ui, tính ra là phải gọi là kiểu như là phải đợi 300 giây các bạn ạ. À, tại vì hai con mình vứt vô quả cầu hết trơn rồi. Thôi mình vứt con số 8 ra đi ha. Đấy. Teleport now. Về 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 về. Vậy là em nhện của mình lúc trước bắt là level thấp hơn con nhện này ơi. Con nhện này mới bắt xong mà nãy mình nhớ không nằm level nó cao lắm. Right on target. Đâu rồi ta? Đấy các bạn thấy không? Em stego mình để ở bên đây nè, kiểu như là có farm gỗ hay là farm gì là mình sẽ đi qua đây mình farm á. Ui. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đấy, lướt lên đây luôn nè. Nhảy lên. Ok. Như các bạn đã thấy thì bây giờ mình đã có phải gọi là
hai em nhện rồi. Bây giờ từ từ để mình vô mình chuẩn bị một số thứ đã, cũng như là mình cho em nhện kia ra là mình cho tụi nó sinh sản liền luôn á. Đâu đó thì ui, bịch máu còn dư nè. Đấy, máu còn dư này, còn dư 74 bịch luôn. Tính ra dư dữ vậy ta. Gỗ, flint có không? Flint nè. Thấy mình phải làm mấy cây đuốc các bạn ạ, cây đuốc để up á. Đây rồi. Là bao nhiêu ta? Cái trứng này mình cũng không biết là bao nhiêu nữa. Ui, làm được 24 cái luôn kìa. Đầu tiên mình làm tầm khoảng 8 cây trước đi ha. 8 cây đi. 8 cây đi, một tí phải gọi là dư thiếu thì mình tính sao vậy. À. Cất máu luôn, cất máu luôn. Bây giờ mình cũng đâu cần máu đâu, lấy lọ nước ra đây nè. Ừ, tính ra mình cứ tưởng là mình làm được cái gọi là cái lò nấu ở dưới đây được à. Ai về không được các bạn. Chán thật sự luôn ấy. Mình cứ phải gọi là sử dụng vừa múc mà vừa bỏ vô luôn, nhưng mà cuối cùng là không thành công. Mấy cái sàn này á, đặc điểm phải gọi là một điều á, là mình không thể nào mà xây ra phía ngoài nữa nha. Mình chỉ chủ yếu là mình xây vô trong thôi à, phía ngoài mình xây ra không được. Cái mập của mình vẫn còn ở đó kìa. 70 mấy giây nữa các bạn ơi, 70 mấy giây nữa thì nó phải gọi là mới cho mình vứt ra một em nữa. Đấy, T-Rex đẹp thật sự đúng không? Thật sự ra so sánh giữa phải gọi là T-Rex và Spino là mình thích con T-Rex hơn nha các bạn nha. Mặc dù là con Spino nó có vẻ nó thông minh hơn, nó linh động hơn, kiểu như là nó quấn tay cũng như là nó sử dụng rất là nhiều cái có nhiều chiêu hơn em T-Rex, nhưng mà mình vẫn thích T-Rex hơn các bạn ạ. Thứ nhất là về cái kiểu của nó nè, ngầu không? Đơn giản nhưng mà ngầu. Còn em Spino thì có vây vũng các thứ, đuôi cũng thứ đó. Mình không thích cho lắm. Đó là ý kiến riêng của mình thôi nha. Ok. Ra này, được chưa? Hơi bị xịn. Ấy, có hình trái tim luôn rồi. Bắt siêu hết, stop. Đó. Đâu đó thì bây giờ mình sẽ cho tụi nó ở chế độ sinh sản cái đã. Đấy. Đấy, ok chưa? Ủa sao chưa hiện ta? Hay là xa quá? Xa quá hả? Để mình cho nó xích lại gần nhau các bạn ạ. Như thế này mà chưa được nữa thì chịu luôn á. Đây rồi, nó có cái ống rồi nè. Ok. Đây, đấy mình bật phải gọi là mang cái chế độ quét của em trợ lý của mình lên á thì nó có rồi kìa. Bây giờ up ở đâu luôn ta? Up ở trên đây luôn ha. Sẵn mình up ở đây luôn để mình chỉnh gamma thấp xuống một tí xíu các bạn ạ. Gamma tầm 2.5 là được rồi. Đấy. Up ở đây luôn đi. Up mé ngoài đây ta. Up mé ngoài đây đi ha. Cái đuốc này á, thì khi mà kiểu như em nhận ra đời á, thì chúng ta không cần phải gọi là lo lắng nó bị đốt kiểu như thế, tại vì lúc nó mới ra nó còn rất là nhỏ chứ nó không có to các bạn ạ. Chứ mà áp bằng cái campfire thì mình sợ kiểu như nó vừa ra nó bị đốt, lửa đốt cái là nó đi que chết queo luôn á, là tới công chuyện luôn. Đấy, bên kia vẫn chưa xong đâu ha. Gỗ bây giờ tách ra nè. Đấy, gỗ bây giờ tách ra nè. Đó, ok. Đốt đuốc chờ sẵn luôn. Cái này được cái thì khi mà mình đốt như thế này này thì gỗ nó sẽ lâu hết hơn. Đấy, còn đốt bằng cái campfire thì phải gọi là ui, gỗ nó nhanh hết lắm. Đây, tạm thời như đây thôi. Ui, tính ra mình chia vừa đủ luôn các bạn ạ. Hay vãi chưởng. Đấy. Xong nào. Bao nhiêu phần trăm rồi? Rồi. À, 85% rồi các bạn. Hơi khó nhìn một tí xíu. Đứng xa ra hơi dễ nhìn không? Đứng xa ra vẫn thấy nè. 91% rồi, 92% rồi. Không biết thì mình nuôi em nhện này thì phải gọi là nó có cái điểm gì đặc biệt không ta? Chắc mình nghĩ là máu sẽ nhiều hơn này, đam cao hơn. Rồi, đây rồi, cái trứng này rồi. Đây, cái trứng này rồi, cái trứng đây. Ui, cái trứng này nó khác biệt. Nhìn lúc đầu á thì phải gọi là ok, nhìn lúc đầu á thì phải gọi là nó khá là giống cái trứng của con bọ ngựa đúng không các bạn? Các bạn nào thấy không, cái trứng nó khá là giống cái trứng của con bọ ngựa luôn á. Đấy, nhưng ui, hot nóng quá. Ui, nóng quá. Trứng này đáng lẽ ấp ít thôi. Đấy,
trong vòng khoảng là hơn 4 phút nữa thôi thì nó sẽ nở. Nó khá là giống cái trứng con bọ ngựa, kiểu như là như một cái búp hoa vậy. Nhưng mà cái khác biệt một điều á là cái trứng này mình có thể là đem đi, còn cái trứng con bọ ngựa lúc trước là mình không đem đi được. Đấy, nó đẻ ra ở đâu là chúng ta phải gọi là cắm đuốc ở đó, ấp ở đó luôn à. Ừ, chuẩn bị thịt cho nó cái đã. Không biết con heo của mình có thịt không nữa. Con heo này thì phải gọi là nó tham ăn vải chưởng luôn á, nó là nhiều lúc mà không có thịt ở trên người sẵn nó đâu. Ừ, với lại là trong lúc chờ đợi này á thì có khá là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm cái món ăn cho cái tụi thú nó ăn đi để tụi nó đói. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái món ăn cho tất cả các bạn luôn nha. Cái món ăn hả? Từ từ. Mình coi mình học chưa cái đã. Ui, cái món ăn hình như mình chưa học các bạn ạ. Đúng không? Cái món ăn hình như mình chưa học á. Nhớ nha, tầm khoảng là 4 phút nữa rồi ra là phải gọi là xem cái em nó xuất hiện ấy. Cái tủ này lấy phân nè. Cái này là đường ống nước. Ủa, cái món ăn nó nằm ở level mấy nhờ? Mình phải gọi là học hoài luôn á, mình quên mất à. Nó nằm ở trên đây này. Mình nhớ không lầm là nó nằm ở ngay khúc gỗ gỗ này nè. Lạ nhờ. Đây đây đây, học rồi. 8 metal. Thật sự ra mà nói á thì mình tìm đồ khá là dở đó các bạn. Tệ luôn á, rất là tệ luôn á, tìm đồ rất là tệ luôn á. Ok ạ. Thấy không? Các bạn thấy không? Hồi nãy mình vừa tìm được trong kia mà bây giờ mình tìm ngoài đây mà kiểu mình không thấy luôn rồi. Cái này. Hay là nó làm mình nhớ là làm trong người mà ta, chứ đâu phải làm trong bài Smithy đâu. Đúng rồi, cái này làm trong người mà. Ơ kìa, hay nhờ. Mới vừa xem ở trong kia thôi. Ra ngoài đây. Đây. 8 metal với phải gọi là mấy chục gỗ nữa. Metal chưa nung đâu rồi. Chết rồi, mình đem đi nung hết rồi, gì vậy? Bấy cái nồi. 120 gỗ. Ok, để mình lấy 120 gỗ cái đã. Bây giờ gỗ ở đâu? Rồi qua đây lấy luôn đi. Từ từ một tí bổ sung. Ui. Hết gỗ rồi. Ơ kìa. Lấy đại đi các bạn ơi. Lấy đại. Hình như là còn thiếu. Còn thiếu gỗ. Lấy đại trong đây đi. Một tí rồi mình qua bên kia mình lấy lại bù vậy. Chứ bây giờ thật ra mà nói bây giờ mình qua bên kia nữa thì nó hơi lâu. Ok, ổn rồi nha. Đó không, mình tìm đồ dở thật sự luôn á. Này ơi. Chắc mình nghĩ là mình sẽ đặt cái máng ăn nó nằm ở đâu giữa như thế này nè. Mấy phút nữa. Ok, còn 1 phút 30 giây các bạn ạ. Sau đó thì để cái máng ăn ở đây đi ha. Ở giữa này là đẹp nè, đây là chính giữa luôn á. Chính xác là đây là chính giữa luôn á. Ấy. Mình sẽ lấy trái cây ra, cũng như là thịt cá các thứ ra. Mình sẽ cho trong cái máng ăn này. Mà con heo này nó đứng ngay cái máng ăn này là các bạn tới công chuyện liền. Con heo này mà cho nó đứng ngay cái máng ăn này là phải gọi là tới công chuyện con heo liền, nó ăn dữ lắm. Nó ăn hết cái món ăn của phần con những con khác luôn á. Rồi, ổn rồi đó mọi người ạ. Đấy, mấy con này bây giờ hết sợ đói rồi nha. Nó ăn tới bên đây luôn nè. Bên đây ăn tới luôn. Uầy, xịn nha. Còn đâu đó khoảng 4 mấy giây nữa thôi thì quả trứng của chúng ta sẽ nở các bạn ạ. Và đâu đó thì quả trứng này level 103. Vậy là tính ra vậy là lúc trước là cái con mà mình bắt lại level nó thấp á. Nó level chắc tầm khoảng là 8 mấy 9 mấy á thì phải. Này, còn khoảng 30 giây nữa thôi. Bây giờ phải gọi là chờ đợi thôi các bạn ạ. Thì cái em nhện này thì mình sẽ cố gắng chăm sóc nó được 100% đỉnh in rim giống như em cá sấu đợt trước luôn nha. Tại vì khi mà chăm sóc như vậy thì nó sẽ được cộng rất là nhiều điểm về sau này luôn á. Ui, mình cũng tính bắt cái con T-Rex khác để về sinh sản T-Rex lắm luôn á các bạn. Nhưng mà để thời gian sau đi. Bây giờ mình bắt em nhện này trước. Tại vì ví dụ như mà mình sở hữu 2-3 em nhện rồi á thì mình sẽ kiểu như là gan hơn, mình dám sử dụng nó đi nhiều hơn. Ui, 127 nè. Được. Nhện này, thịt nè, ăn đi em ơi. Em tắt mấy cái gọi là đuốc này cái đã. Rồi. Ui, em nhện bé tí xíu luôn. Em nhện bé tí xíu luôn rồi các bạn ơi. Đấy, đâu đó thì tầm khoảng 10% á thì nó mới gọi là tự ăn trong máng được nha. Ui, mà các bạn nhìn kỹ này. Nhỏ xíu à, mà cái mình nó bự nha. Các bạn thấy nó khác biệt không? Kiểu như cái con này á, thì mấy cái chân nó dài thòn à, mấy cái chân nó to đùng, còn cái mình nó nhỏ. Còn con nhện con á, một điều là cái mình nó bự chảng mà mấy cái chân nó tí nị. Nhìn tiếu thật sự luôn á. Nhìn buồn cười hẳn ra à. Ok. Đi ra đây, đi qua đây.
Đi qua đây nào. Ơ kìa, nó đang làm cái gì ấy? Nó đang follow theo mình mà phải gọi là sao kêu nó qua đây nó không đi này. Được chưa? Thôi cho stop đây đi. Mà nhớ chỉnh nó chế độ basic nha. Đây, chỉnh basic hết chứ các bạn không biết là cái con nhện này nó hiếu chiến hay là những cái con mà baby nó hiếu chiến lắm. Có con nào đánh mình là nó đánh luôn á, đừng có đùa. Mấy con này ghê lắm các bạn, sơ hở một cái thôi là chết như chơi đấy. Đâu đó thì tầm khoảng là 11 phút nữa thì mình có thể là chăm sóc cho nó được, cũng như là nó đang lớn lên này các bạn ạ. Và vâng thì mình nghĩ thì video đến đây là kết thúc. Cắm cái gì vậy? Ok, và vâng thì mình nghĩ thì tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi tất cả các bạn ơi. Có thể nói thì mình đã thành công bắt được một em nhện rồi, cũng như là mình đã cho tụi nó sinh sản ra một em nhện baby. Và sau này chắc hẳn khi mà mình đã sở hữu được ba em nhện rồi ấy, thì mình có thể là sử dụng nhện để đi trong những cuộc khám phá mà nguy hiểm sắp tới, ví dụ như là ăn cắp trứng phải gọi là của con mắt ma chẳng hạn. Ok, các bạn nào yêu thích mình thì đừng quên để lại một like và đăng ký channel để ủng hộ mình nha.